Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chinh Phục Thực Khách. Chương trình Chinh Phục Thực Khách được phát sóng vào lúc 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty Madison Media Group thực hiện. Và ngày hôm nay cũng như thường lệ, đồng hành cùng với Khánh là hai vị chuyên gia vô cùng uy tín, Ngọc Hoa và Linh Lê. Trời ơi, không khí đây lạ quá, chị mới bay về. Linh Lê hôm nay mặc trang phục dễ thương nha. Từ ý tưởng mà 101 con chó đớm của anh Khánh. Không, đâu có. Ủa? 101 chuyên gia. Wow. Em nhớ lộn hoài luôn á. Và sau đây là sự xuất hiện của Nhâm Phương Nam và Cindy Diễm My. Anh mới thấy em ở đó mà em phóng ra đây rất là lẹ luôn á. Ôi chân dài mà. Không, có tình yêu đời mình nó chạy ra vậy đó. Cái gương mặt sáng quá đúng không? Đúng vậy. Thích rồi đúng không? Thích. Em có thể tự giới thiệu về mình được không? Ủa? Dạ đầu tiên cho em xin chào ba vị MC siêu đáng yêu. Không, chúng tôi là ba chuyên gia. Chương trình này chỉ có một MC thôi. Cho em gửi lời chào đến một MC và hai vị chuyên gia. Đúng rồi, hay quá em ơi. Đấy này trẻ trung quá ha. Em năm nay là được trên 20 không? Em 18. Coi như là người phụ nữ trẻ nhất trong phim trường này rồi đó. À, em chào quý vị khán giả, chào tất cả anh chị ở đây. Em là Nam, em mới đẻ sáng nay. Chết rồi em ơi, đứng kiểu liên lần này chết chị. Lại 10 trên 10 nữa rồi. Những vị khách mời tới đây 99,9% là không biết nấu ăn. Nhưng mà họ chinh phục những vị thực khách bằng cái sự sáng tạo của họ. Đúng. Và họ phải nêm nếm trong cái món ăn nó có một cái vị gọi là vị biết điều. Cái vị đó hay lắm đó. Một cái vị tinh tế. Chết rồi. Tàn hình. Nói chung là anh sẽ giới thiệu với em là chuyên gia của tụi anh là có 3 người. Ba người là có quyền hạn như nhau. Trước khi mà em nấu cái món ăn á, chương trình sẽ tặng cho em một cái bao thư. Và nhiệm vụ của em á là em phải điền một trong ba cái tên tụi anh vào cái bao thư đó. Điền chi? Để khi mà cuối chương trình á, em mở bao thư ra, cái người nào mà em chọn á sẽ được gấp đôi số điểm. Wow. Tò mò là cái chủ đề của chương trình hôm nay là cái gì, có thể làm khó được hai bạn trẻ này hay không? Xin mời. Mời em. Ủa sao không mời chồng? Ở lộn mà phải chồng. Ý là bạn là... Không, ở đây gần người ta mời vậy. Rong biển. Đây là cái chủ đề mà chương trình dành cho hai bạn. Hai bạn phải nấu một món ăn có cái nguyên liệu là rong biển trong đó. Và không làm mất thời gian quý vị nữa, xin mời quý vị hãy đến với phần thử thách đầu tiên của Chinh Phục Thực Khách. Chào mừng mọi người đã đến với thử thách nấu ăn của mình. Thì trước giờ mình chưa từng nấu ăn bao giờ hết trơn á. Nhưng mà mình nghĩ là lần này mình làm cái món này thì ngon hay dở thì mình không biết, nhưng mà chắc chắn một điều là ăn được. Bây giờ thì Cindy sẽ chọn xem vị thực khách nào sẽ cho điểm mình cao. Và trước tiên khi mà vào phần thi nấu ăn thì Nam sẽ chọn cho mình một vị giám khảo để biết xem là hôm nay ai sẽ là người cho điểm cho Nam. Và Nam nghĩ rằng vị thực khách mà Nam sẽ chọn là vị này đi. Để đây. Bây giờ thì Cindy sẽ bắt tay vô trở tài là một cô gái biết nấu ăn. Và hôm nay thì Nam sẽ làm một cái món ăn nghe rất đã tai, đó chính là món gà cuộn rong biển. Em ơi, em có cần anh giúp đỡ gì không? Cái này là cái chảo để mình xào cái này đúng không? Ồ, cái này có phải cái chảo không ta? Em nghĩ là đúng rồi đó. Ok. Em cũng nhận diện được cái nào là cái chảo á. Ok. Hoành Khánh ra đi. Ủa, sao vậy? Tại vì em thấy bé có vẻ thích em hơn. Không, hành động của em không giống một hành động của một người có vợ lắm. Anh này. Không biết là anh Khánh với anh Linh là khẩu vị của mọi người như thế nào? Thật ra những món ăn mà được chế biến chính là anh thích rồi. Anh chỉ cần ăn những món ăn mà nó ăn vô anh có cảm giác như là dạ dày anh an toàn là anh ok. À, vậy là chắc chắn em làm được. Anh Khánh thì chọn phương án an toàn, còn anh thì đậm đà.
đậm đà. Alo, vợ Linh với bồ của Thánh hả? Tôi đã có bằng chứng rồi nha. Em cần anh rửa chén không? Ôi, em chưa nấu rồi, đã sạch rồi. Bác ơi, để em chế dầu cho. Anh Linh Lê ảnh tâm sự là ảnh rất là thích em. Ảnh thương em như con cháu trong nhà vậy. Ghê quá. Trời, bé này xào là thấy dính chảo rồi nè, đây. Cười lên Khánh. Đó, ok rồi, đó, okay hết. Vậy là em đâu có làm đâu, này anh Khánh làm thôi để chị trừ điểm. Hỗ trợ thôi. Không có chứ. Rồi em cứ làm đi, em cứ làm đi. Càng đứng nữa tôi càng trừ điểm. À, ok, thơm á. Thôi em ráng nha. Dạ, dạ. Ủa lên. Ráng nha em. Dạ. Ê, đổ mông, đổ mông. Không được. Miếng thịt gà này hơi dày, giờ phải thái nhỏ ra nữa. Trời ơi, chồng ơi, chồng ơi. Mọi người thấy em thái gà này được không ạ? Trời ơi, xuất sắc nha. Sao em tính làm món gì? Bây giờ em đang làm món gà cuộn rong biển. Ức gà là khó chế biến lắm nha. Tại sao vậy? Tại vì nó dễ khô. Không, nhưng mà mọi người yên tâm, lần này em làm thì sẽ rất là xốp, mềm mịn. Mình ăn, mình cắn vào như là bánh bông lan vậy đó. Bạn này là nãy giờ là giấu nghề mình nha. Không thể nào một người ít nấu ăn mà anh có thể gấp một cái cục giò như vậy. Kìa, chán chán rồi kìa đó, mộng hé. Cái tay thân thách biết làm chắc luôn. Khé khớp kìa, thấy chưa? Quá xuất sắc luôn. Sau khi mà chúng ta đã giải giò sống lên kẹp giữa cái rong biển thì chúng ta sẽ quấn với cái đậu này vào, cà rốt. Thôi, không dám nhìn nhiều đâu, tại vì mình hơi mình nhìn nhiều là mình sẽ bị mất cái cảm giác ngon. Đúng rồi. Mình nhìn xương xương đây là mình biết là thầy nấu rồi đó. Chị đâu cần nhìn cái này đâu, nhìn em là đủ chưa? Thôi, để em làm đi Hoa. Thôi, anh vô trước nha, để không gian riêng cho hai người. Chúc em ra món ăn ngon. Thôi, chị vô mất công bên kia người ta có. Hoa cứ ở lại nói chuyện với Nam đi, ha. Không được. Nam cản chị đi, đừng có kêu lại mà nó kỳ quá. Ngưỡng quá. Xin chào mừng quý vị đã trở lại với Chinh Phục Thực Khách. Trò chơi của mini game rất là đơn giản, chúng ta hãy nhìn hình và đoán cái đặc sản đó là của cái tỉnh thành nào. Sau đó, cái người nào mà đoán được nhiều nhất sẽ là người dành cái quyền thưởng thức món ăn. Chúng ta đã chơi rồi. Chết rồi, tỉnh thành chị dở lắm luôn. Chơi, bắt đầu. Sóc Trăng. Là không được nha, nó liền nha. Linh. Đồng Tháp. Đắk Lắk. Hoa. Lê Cu. Hoa. Sao Lê Cu sai. Thôi, còn mình luôn. Con tâm. Trời ơi. Linh. Ở đâu trời? Khánh. Quảng Ngãi. Ba Khía, Rạch Gốc, Cà Mau. Nhãn Lồng, Khánh. Không biết Ráng Đại ở Trà Vinh. Không biết Ráng Đại ở Trà Vinh. Hoa. Hưng Nghi. Hoa. Nha Trang. Khánh Hòa. Và sau khi kết thúc trò chơi thì tất nhiên Linh là người chiến thắng cuối cùng. Cho nên là trò chơi này em là chùm mà. Và sau đây là sự trở lại của hai vị khách mời của chúng ta. Ngồi dễ thương quá ha. Ồ, ê, dễ thương nha. Wow.
Em xin giới thiệu mọi người đây là món phế điểu ngậm châu mai. Trời ơi! Cái món này là đẹp rồi, nhưng mà cái món này nhìn đầu tiên nhìn nó rất là Nhật Bản. Thứ hai là cái ý đồ của em trình bày như thế nào mà tại sao em để cái này tách ra, hai cái này nó dính lại. Có trái tim nữa nè. Hay là trái thiện tình yêu của em á. Ôi gần gì? Em có quyền quyết định á. Thì trái tim ha. Dạ. Anh sẵn cho trái tim. Cái mặt này, cái mặt ngon nha. Ngon hả? Ngọt. Ơi mới cắn cúng hột muối. Muối mà bây giờ nó kêu ngọt rồi. Muối mà có một cái hạt ở trong đó hả? Không, để tôi nói nè. Tại vì tôi ăn vô nó ngọt, sao tự nhiên tôi cắn xuống một muối nó mặn quá. Muốn thử quá, muốn thử quá. Muốn thử lắm luôn á. Cái hai người đó. Ai trước? Thắng trước đi. Bao nhiêu lần chị nhường thứ hai đâu. Thôi, không bao giờ công bằng hết á. Hai cái đứa này nó thông đồng. Có cắn hột muối tình yêu nữa không cưng? Rồi chị được một hộp thịt luôn rồi. Cũng đầy đủ chị Hoa. Đầy ghê á. Tình yêu thương của em hai em đầy đủ lắm. Đầu tiên á, Khánh xin phép nói là nó rất là thơm mùi dầu mè. Thơm ngay từ đầu khi mà bưng hai cái món ăn này ra là hửi được cái mùi món ăn em đậm nhất luôn á. Cái mùi dầu mè nó rất là thơm. Trứng cút nó vừa phải, nó nêm thêm một ít muối. Mà cái muối đó nó làm cho tất cả những cái món ăn em nó đậm vị lại. Ăn nó ngon. Đây, mời mời. Ở đây em ăn trước nha. Dạ. Nước sốt em tự làm hả? Không ạ, nước sốt này em mua ngoài tiệm. Trung thực cộng một điểm. Ghê. Ủa, anh giữ vậy cưng? Không, chị hỏi thôi. Sao ăn dữ vậy? Thấy mà ghét à. Sao ăn dữ vậy? Quá. Ôm chi chấm điểm được. Thôi, dẹp dễ tới phần chấm điểm thôi. 10 điểm, chồng luôn 10 điểm. Tôi chấm 0 điểm. Anh chấm em 30 điểm. Nhưng mà ngon lắm đúng không? Ngon. Ngon lắm mới ăn nhiều vậy hả? À, sao không chùa thiệt á. Tại vì em đã tính trước cái trường hợp này rồi. Em cũng đã để dành một miếng. Ủa, cái quyền này của các em đúng không ta? Có đồ ăn là quyền của em hết, quyền quyết định của em hết. Nói chứ, nhường miếng đi chứ. Cho ai? Cho ai em? Nhường ai? Thắng. Thôi nói chung là không có chung chiếc gì hết, lần nào hai đứa cũng một phe hết. Cắt nè. Cắt cho đàng hoàng. Em muốn ăn thử không? Dạ không. Ăn thử đi. Hoàng lụ. Ok, chấm điểm đi. Nam trước đi. Tại vì mình ăn món Nam gần đây để cho Hoa chính xác cái cảm giác của mình. 10 điểm. 10 điểm. Nó ngon sao bằng 10 điểm? À, bằng để tôi ăn bình thường thấy nó giống cầm tập như vậy cái thèm quá. Dược ăn nó ngon dữ lắm. Linh Lê ở đây là người ăn nhiều nhất. 10 điểm. Trời ơi, thiệt mà. Thiệt. Tức. Ngon lắm. Không cần phải ăn. Nhìn trong cái gian bếp là thấy Nam biết đâu ăn rồi. Nam xứng đáng với con số 10. Nhưng mà tại vì anh không ăn được cho nên anh phải chia đôi con 10 đó ra. 5 điểm. Các bạn biết chiến thuật để mà nhường các chuyên gia. Nếu như mà bạn mà ham ăn quá coi như là bạn hại chồng bạn. Đâu có đâu. Rồi, nói chung là tổng số điểm của Nam rất là dễ nhớ, 25. Mong là Nam không chọn tôi. Và Cindy. Cindy hả? 9 điểm rưỡi. Wow, cái vị nó sao? Không, cái vị nó cũng bình thường. Chết rồi, mù quáng rồi.
Chúng tôi ngưng trả lời báo chí. Tôi ngưng trả lời trước truyền thông. Chị cho điểm đi, tại vì chị là người ăn ít nhất. Chị ăn được cái phần mà phải nói là cái phần không ngon nhất của cái món ăn thì chị cảm thấy như thế nào? Nếu như em đã nói vậy rồi thì chị cũng phải bật mí thì là nó khoáng vào cuộc đời chị như một cơn gió. Chị cho 3.5. 3.5. Bên đây người ta không ăn mà người ta cho 5 điểm rồi, thì bên đây có ăn thì phải trên 5 điểm. 5.01 đi. Cũng cao hơn đó. Anh không thể nào cho em con 10 được không? Thôi cho chị đánh vô đó chứ, đó mà cho con 10. Thật tình luôn á. Tại sao? Món em nó bình thường. Nó bình thường. Nhưng mà nếu như em là một cái người mà lần đầu tiên nấu ăn thì anh khẳng định đây không phải là cái món dễ nấu đâu. Bé nó cũng nấu nhưng mà cho nên là cho điểm khích lệ 9.9. Vâng, tổng số điểm của Nam chính là 25 điểm. Và số điểm của Cindy là 24.41 điểm. Hai bên đang cách nhau 0.59 điểm. Cái kết quả cuối cùng mới là kết quả quan trọng. Tôi chọn ai? Đầu tiên mời Nam trước đi. Em chọn ai cũng được, đừng chọn sánh. Chúc mừng em. 35 điểm. Và em chọn ai? Wow. Linh Lê. Wow. Tập này tôi xuất hiện lại rồi nha. Mình tập này mình tăng hình. Không cần đọc tổng số điểm thì chúng ta cũng đã biết là phần thắng tất nhiên là phải thuộc về Nhâm Phương Nam rồi. Bởi vì Nhâm Phương Nam số điểm nhiều hơn. Và cộng với việc là Phương Nam cũng chọn đúng người cho số điểm tối đa nữa. Mà số điểm tối đa của Linh Lê dành cho em chỉ là 9.5 thôi. Thì tổng điểm của em chỉ là 33.91 điểm thôi. Trong khi điểm của Nam là 35 điểm, số điểm rất là cao. Em ơi, thiếu sự yêu thương. Anh đã bỏ đi sĩ diện của mình nhưng mà không thể cứu được cái món trứng cút chiên trái tim của em. Đây là chiếc cúp của chương trình Chinh Phục Thực Khách gửi tặng Nam. Cảm ơn mọi người, cảm ơn bao nhiêu khán giả đã xem một clip rất là công tâm. Cindy, em tới chương trình này em cảm thấy nhà em có cảm thấy vui không? Tại vì lâu quá em cũng nấu ăn lại đúng không? Dạ, em cảm thấy là em không thắng ở đây nhưng mà em đã thắng chính mình rồi. Em thắng trong lòng. Trời ơi, nữa, tao biết thế nào đâu nữa. Trời ơi, thôi bà em ơi, tỉnh ra đi. Cảm ơn quý vị khán giả cũng như là vợ và xã của Linh Lê đã theo dõi chương trình Chinh Phục Thực Khách của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 19 giờ Chủ nhật tuần sau trên kênh HTV7. Chương trình Chinh Phục Thực Khách được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty Madison Media Group thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Anh nấu ăn mà bất ổn lắm, mọi người ăn vô chết hồn mà lo hết hồn hết hồn. Trời ơi, chết em rồi, chết em rồi. Giờ chảo dầu nóng mình bỏ vô nè. Ủa anh sao vậy? Anh đi rửa mắt. Anh bực mí làm món gì đi cho em an tâm. Cái tên nó rất là khó gọi mà cứ hỏi hoài luôn á trời. Sao trọng thế vậy? Anh ơi, thật ra nha, tụi em tới đây với thiện chí, góc độ là để giúp đỡ và quan sát anh. Qua coi anh làm tốt là cộng điểm, hiểu không? Ban giám khảo, anh quên. Giờ không khói, bé ơi, ôm dạ. Cái